Xin mến chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Địa Bàn Đến Zalo. Hôm nay chỗ nhà của anh Sáu với những cái phôi mai, xin mời. Rồi chào Khoai. Dạ chào, chào anh Vân. Rồi giới thiệu sao đây em? Dạ chào cô chú anh chị gần xa. Rồi. Hôm nay em có về phôi mai vàng giá rẻ mà 2-3 cây vô chậm cô chú. Vậy là hữu nghị dễ chơi ha. Dạ. Rồi mã số 1 chú ơi. Mã rồi. Số 1 4 cây cô chú. Mã số 1 4 cây mấy anh ơi. Ít 1 à. 4 cây rồi em cho tròn vòng đi. Bốn cây mấy anh ơi, bốn cây. Giá hữu nghị dễ chơi nha mấy anh. Rồi vậy là em có đo cái thân đại diện không? Dạ có, em đo cho cô chú vậy. Dạ thân đại diện như đo 14 ạ. Rồi 14 mấy anh ơi, 14. Cao luôn. Cao là được 56 ạ. 56 rồi. Đo cây đại diện. Vì là 4 cây này có mã số là S1. Mình cho giá nhiêu ạ? Dạ 4 cây này có giá là 1 triệu ạ. 1 triệu đồng mấy anh ơi. 1 triệu đồng 4 cây. Mã số 1 có giá. Mã số 1 S1 ha. Dạ. Rồi đổi luôn em ơi. 1 triệu nha mấy anh, 4 cây. Phí ship là miễn phí. Mấy anh thông cảm, nhiều khi gọi điện thoại nhiều cuộc gọi đó mấy anh, dồn dập thì những ưu tiên cho những cái cuộc gọi trước thứ tự, thì những anh sau mà có nghe bận máy cũng thông cảm giùm. Nói chung là nhiều cuộc gọi liên tục mà trong vòng một cái thời gian ngắn thì sẽ ưu tiên những người nào gọi trước, quyền ưu tiên bên bưu điện thôi chứ không phải mình đây ưu tiên nha mấy anh. Thông cảm giùm. Rồi ok, số 2 S2. S2 3 cây ạ. 3 cây. 3 cây nha mấy anh. S2 bán 3 cây luôn, giá hữu nghị dễ chơi luôn. Dạ, phôi mai hả? Dạ, dạ. Gì cần có luôn mấy anh ơi. Rồi cho một cái thông số đại diện em ơi. Dạ, 13. 13. Cao luôn. Cao 57 ạ. Rồi, 57 luôn. À, mã số 2 này là có giá là 1 triệu luôn nha cô chú. Tiếp tục là 1 triệu đồng mấy anh ơi. Dễ chơi cô chú. S2 3 cây 1 triệu đồng. Rồi đổi luôn em. Dạ đâu rồi. Dạ dạ xem. Rồi tới S3 mấy anh ơi, S3. S3. Cũng là 3 cây luôn nha mấy anh, S3. Phí ship miễn phí. Rồi như vậy là cho một cái thông số đại diện em ơi. 15 ạ. Rồi 15 em ơi, 15. Rồi ok, cao luôn. Cao được 65 ạ. Rồi 65. Mã số 3 này có giá là 1 triệu cô chú. 1 triệu đồng chẳng mấy anh ơi. 1 triệu đồng 3 cây. 1 triệu đồng 3 cây. Rồi phụ đổi luôn em ơi. Đổi luôn. Rồi tới S4 nè. S4. Rồi 3 xuống 4 lên mấy anh ơi. S4 nha mấy anh. S4.
phôi mai vàng, giá hữu nghị dễ chơi. Biết mấy cánh không em? Dạ này 5 tới 7 cánh à. Rồi 5 tới 7 cánh mấy anh ơi. 5 tới 7 cánh. Rồi ếch 4 này 3 cây mấy anh ơi, 3 cây. Rồi thông số luôn à, được 15 ạ. Rồi 15, ok. Cho nó phóng cây trước 37 ạ. Rồi chiều cao tổng thể là 37, một em đại diện. Rồi xây luôn. Mà ếch 4 này cũng có đồng giá luôn cô chú, 1 triệu luôn. Tiếp tục là 1 triệu luôn mấy anh ơi, đồng giá luôn, 1 triệu 3 cây. 1 triệu đồng 3 cây. Rồi tiếp tục đổi luôn em ơi, đổi luôn. Rồi số 5 lên. Số 5. Tiếp tục là 3 cây luôn cô chú. Tiếp tục là 3 cây luôn mấy anh ơi. 3 cây luôn. Rồi ếch 5 này là 3 cây nha mấy anh. Phôi mai vàng 5 đến 7 cánh. Dạ. 5 tới 7 cánh, như vậy giờ cho một phần đại diện em ơi. À, được 14 ạ. Rồi 14, ok em. Rồi, cao luôn. Được 56 ạ. Rồi 56. Rồi. Dạ mã số 5 này cũng là giá đồng giá cô chú, 1 triệu luôn cô chú ơi. 1 triệu luôn mấy anh ơi, 1 triệu luôn. 3 cây thì 3 cây. 3 cây 1 triệu đồng. Hết 5. Phí ship miễn phí. Rồi đổi luôn em ơi. Tiếp theo. Hết 6. Hết 6 mấy anh ơi, hết 6. Ở sau 4 cây. Mấy anh thông cảm cho mình nha mấy anh. Nhiều cuộc điện thoại á, thì có những cuộc phải ưu tiên những người gọi trước. Trong cùng một thời điểm gọi rất là dồn dập. Những cái anh gọi không nghe máy được thông cảm giùm. Chứ ở đây không phải cố tình không nghe máy nha mấy anh. Giống như mấy anh ở nhà mà tiếp khách á, thì phải tiếp lần lượt từ người, chứ dập vô lần 40-50 khách mấy anh tiếp làm sao. lộn xộn hết. Nói chung cũng phải có số thứ tự mấy anh ơi, thông cảm giùm mấy anh ơi, cảm ơn mấy anh nhiều. Rồi cho thông số một em đại diện đi em ơi. À, là 14 ạ. Rồi 14, ok. 21 ạ. Rồi 21. Dạ mã ít 6 này có giá làm giá là 1 triệu luôn cô chú. Tiếp tục là 1 triệu mấy em ơi, mấy anh ơi. 1 triệu đồng. Là 4 cây nha, phí ship miễn phí. Dạ. Cái video hồi tối hôm qua là mấy cuộc gọi nhỡ, em nói mấy cuộc gọi nhỡ? 132 cuộc. Như vậy là 132 hả? Dạ. 132 cuộc gọi nhỡ, mấy anh tưởng tượng là đâu có thể nào bắt máy được một lần mà 132 người. Cũng phải ưu tiên những người gọi trước nha mấy anh, bên bưu điện là ưu tiên. Nhắn tin đồ này kia lúc mà điện em nhắn tin không ra được không? Nhắn tin không bắt máy được nha mấy anh. Tại em bận điện thoại em nghe không kịp nữa. Nói chung là khách đó gọi trong thời điểm mà gọi liên tục thì sẽ ngán mạch thôi. Rồi ok, vậy là giá số 6 cũng 1 triệu phải không? Dạ đồng giá, mã số 6 có giá đồng giá là 1 triệu à. 1 triệu 4 cây ở 6 mấy anh ơi. Rồi đổi luôn, đổi luôn. Rồi tiếp theo, ếch 7. Ếch 7 mấy anh ơi, 3 cây luôn. Hôm nay chủ nhật cô chú. Hôm nay chủ nhật bán khuyến mãi luôn ha. Dạ. Khuyến mãi cuối tuần luôn. Bao sống luôn, xanh tư luôn mấy anh ơi. Năm tới bảy cánh. Do hăng đại diện đỡ hăng. Rồi cho một phân đại diện đi. Được 15 ạ. Được 15, rồi. Chiều cao luôn. 49 ạ. Chiều cao 49. Mã ếch 7 này có giá là 1 triệu luôn cô chú. Tiếp tục là 1 triệu đồng mấy anh ơi, 3 cây. Rồi đổi luôn em ơi, đổi luôn. Rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo. Ếch 8.
Cũng là 3 cây luôn cô chú. Tiếp tục là 3 cây mấy anh ơi. Bao sống khỏe luôn, xanh tươi luôn. 3 cây mấy anh ơi. Ở 8. Là được 14 ạ. Rồi 14, một em đại diện chiều cao luôn. 35 ạ. Rồi 35. Ít 8 này cũng đồng giá luôn cô chú, 1 triệu luôn cô chú ơi. Rồi đồng giá luôn mấy anh ơi, đồng giá luôn. Đồng giá 1 triệu luôn rồi đổi luôn em ơi. Mã số cuối ít 9 là hết 3 cây cô chú. Rồi tiếp tục là ít 9 3 cây tiếp tục. Chung ở đây là bãi kiển là cũng có cơ sở nhà cửa đàng hoàng nha mấy anh, chứ không phải thần đèn đâu mà tự nhiên giờ gì mấy anh nói gì lường gạt đó, không có đâu mấy anh ơi. Mình đâu phải thần đèn đâu, mình hô biến được đâu. Ở đây cũng có cơ sở nhà cửa đàng hoàng ha. Rồi ok tiếp tục ít 9. Rồi đo một không số đại diện. Rồi đại diện luôn. 15 ạ. Rồi 15. Rồi chiều cao. Rồi 64. Rồi ok. 61. Rồi xin thông số tiếp tục luôn. Ở 9 này có mấy giá 1 triệu ạ. Tiếp tục là 1 triệu mấy anh ơi, 3 cây luôn, xanh tươi, bao sống tốt, miễn phí ship. Rồi đổi luôn em ơi, đổi luôn. Rồi tiếp theo ớt 10. Ớt 10 mấy anh ơi. Ớt 10 lẻ. Mã số 10 nha cô chú. Rồi mã số 10. Phường của mình là phường gì? Phường gì? Phường gì? Dạ. Phường á, phường Thới An Đông. Phường Thới An Đông. Khu vực Thới Thuận. Khu vực Thới Thuận. Tổ 17. Tổ 17 quận Bình Thủy. Quận Bình Thủy. Đó là địa chỉ của nhà anh Sáu nha mấy anh. Rồi ok. Cho thông số luôn. Được 16 ạ. Rồi 16 mấy anh ơi, 16. Rồi chiều cao luôn. 47 ạ. Rồi 47. Mã số 10 này có giá là 400 ngàn cô chú. Rồi như vậy là ớt 10 400 ngàn mấy anh ơi, 400 ngàn rồi phụ đổi luôn. Tiếp theo. Rồi ớt 11 phải không? Số 11. Rồi 11 mấy anh ơi, 11. Rồi la gai đi. Này giao là em cắt bớt con lại mấy cái tượng cô chú. Như vậy là khi mà giao cây thì cắt mấy cái tược xanh đó ha. Dạ. Cắt để cho dễ gói. Rồi cho thông số luôn. Rồi 17 mấy anh ơi, 17. Rồi cao tổng thể luôn. Cao là được 38 ạ. 38, rồi. Mã 11 này có giá là 400 ngàn cô chú. 400 ngàn phí ship miễn phí nha mấy anh. Rồi như vậy là đổi luôn. 400, 11. Rồi tiếp theo. Rồi 12. 12 bé ơi. Mười hai, mười hai. Mã số 12 rồi thông số luôn em ơi, thông số luôn. 18 ạ. Rồi 18 anh ơi. 30 ạ. Rồi 30 chiều cao.
Mã 12 này cũng giá là 400 ngàn nha cô chú. Rồi 400 ngàn mấy anh ơi, 400 ngàn phụ đổi luôn, miễn phí ship. Rồi đổi. Rồi tiếp theo. Mã 13. 13. Đứng đi nha. Ừ, cái chỗ khác. Rồi tiếp theo là 13 mấy anh ơi, 13. Mã số 13. Phí ship miễn phí, rồi cho thông số luôn em ơi, đo luôn. Rồi lớn lên. À 14 ạ. Rồi 14. 51 ạ. Rồi 51 mấy anh ơi. Mã 13 này có giá là 400 ngàn luôn cô chú. 400 ngàn mấy anh ơi, 400 ngàn phí ship miễn phí, rồi. Đổi luôn, đổi luôn. Rồi tiếp theo. Mã 14 ạ. Rồi em này là 14 nha mấy anh. Mã số 14. Bao sống khỏe luôn, xanh tươi luôn. Rồi cho thông số luôn. Được 21 ạ. À. Rồi 21 mấy anh ơi. 21 rồi. 41 ạ. À. Rồi 41 luôn. Mã 14 này có giá là 400 ngàn không cô chú? 400 ngàn luôn mấy anh ơi, 400. 400 ngàn miễn phí ship. Rồi đổi luôn. Rồi 15. Mã số 15. Xanh tươi luôn mấy anh ơi, xanh tươi luôn. Phôi mai vàng 5-7 cánh mấy anh ơi. Rồi cho thông số luôn mấy anh ơi, 15. À, được 16 ạ. À. Rồi 16. Con có phần nào? 41 ạ. À. 41 mấy anh ơi, 41. Mã 15 này có giá là 400 ngàn luôn cô chú. Tiếp tục là 400 mấy anh ơi, rồi đổi luôn, đổi luôn. Rồi tiếp theo. Mã 16. 16. Phôi mai vàng, mã số 16, rồi thông số luôn em ơi. À, được 19 ạ. Rồi 19, ok, 19, chiều cao. 44 ạ. Rồi 44 nha mấy anh, 44. Xoay đi, rồi báo giá luôn em ơi. Mã 16 là có giá là 400 ngàn ạ. 400 ngàn mấy anh ơi, 400. Rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo. 17 ạ. 17. Mã số 17 nha mấy anh, chi cành có luôn. Mã số 17. Mã số 17. Rồi thông số luôn em ơi, thông số luôn. 14 ạ, được 14. Rồi 14. Chiều cao của em này luôn. Chiều cao được 61 ạ. Rồi 61. Mã 17 này có giá là 400 ngàn luôn cô chú. 400 ngàn mấy anh ơi, 400 ngàn miễn phí ship. Rồi vậy là đổi luôn em ơi, đổi luôn. Rồi tiếp theo. 18. Mã số 18 mấy anh ơi. Là 18. Rồi cho thông số em này luôn em ơi. Thông số luôn. Cái này một tay. Thông số luôn, thông số luôn. 14 ạ. À. Rồi 14. 41 ạ. À. Rồi 41. Mã 18 này có giá là 400 ngàn luôn cô chú. 400 ngàn luôn anh ơi. Rồi đổi luôn, tiếp theo. Mã 19 nha cô chú. Rồi em này là 19. Rồi mã số 19.
Phí ship miễn phí rồi, cho thông số luôn em ơi, đo luôn. Được là 17 à? Rồi, 17 mấy anh ơi, 17. 35 à? 35. Mở 19 này có giá là 400 ngàn à? 400 ngàn mấy anh ơi, 400. Đồng giá 400 hết rồi, đổi luôn. Tiếp theo. Mã này mã 20 à? Tới là 20. Mã số 20. Rồi, lá xanh tươi luôn, xanh tươi nha, bao sống khỏe. Rồi cho thông số em này luôn em ơi. Dạ dạ cá mọc dạ chút dạ. 20 ạ. Rồi 20, 20. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là được 51 à. Rồi 51. Mã 20 này có giá là cũng 400 ngàn cô chú. Tiếp tục là 400 nha mấy anh. Rồi đổi luôn, đổi luôn. Rồi 21. Rồi mã số 21 mấy anh ơi. Rồi 21. Rồi 21 thông số luôn em ơi, thông số luôn. Rồi 16 mấy anh ơi. 49 ạ. Rồi 49. Ok. Giá luôn. À, 21 này cũng giá là 400 ngàn cô chú. Tiếp tục là 400. Rồi đổi luôn nè. Rồi 22. Mấy anh ơi, 22, phôi mai vàng 5-7 cánh. Rồi cho thông số luôn em ơi. Thông số luôn, thông số luôn. 16 ạ. Rồi 16. 38 ạ. Rồi 38. Mã 22 này cũng giá là 400 ngàn cô chú. 400 luôn mấy anh ơi, 400 phí ship miễn phí. Rồi rồi. Rồi tiếp theo. 23. Mã số 23 mấy anh ơi, 23. Phí ship là miễn phí nha mấy anh, miễn phí ship. Rồi cho thông số em 23 luôn em ơi. 17 ạ. Rồi 17. Rồi 42 ạ. Rồi 42 luôn. Mã 23 này cũng giá là 400 ngàn cô chú. 400 ngàn. Cái này đồng giá cô chú. Rồi đồng giá luôn cuối tuần. Miễn phí. Miễn phí ship. Này quái nha cô chú. Lá xanh tươi luôn chân. Rồi xanh tươi luôn. Này mã 24 nha cô chú. Rồi em này là 24 nha mấy anh. Đây là lá nè. 24. Rồi thông số em 4 luôn em ơi. 24 luôn. Được 15 ạ. Rồi 15 mấy anh ơi, 15. Này được sao? 57 ạ. Rồi 57. Mã 23 4 này có giá là 400 ngàn luôn cô chú. 400 ngàn luôn mấy anh ơi, 400 ngàn. Phí ship miễn phí. Rồi đổi luôn ơi, đổi luôn. Rồi tiếp theo, đồng giá à. 400 hết mấy anh ơi. 25. Chủ nhật khuyến mãi nè cô chú. Rồi mã số 25. Phí ship miễn phí mấy anh ơi. Rồi thông số em này luôn. 17 ạ. Rồi 17. 46 ạ. 46 luôn. Mã 25 này có giá là 400 ngàn luôn. Tiếp tục là 400 ngàn mấy anh ơi. Rồi đổi luôn. 26. 26. Rồi xoay luôn, xoay luôn. Tròn vòng luôn. Tròn vòng, tròn vòng.
Rồi 26 không số luôn. Được 17 à. Rồi 17 mấy anh ơi, 17 cao luôn. Cao 47 à. 47 rồi. Mở 26 này có giá là 400 ngàn luôn cô chú. 400 ngàn rồi, 400 phí ship miễn phí, đổi luôn đổi luôn. Rồi tiếp theo này mã 27 à. 27 luôn. Xanh tươi mấy nơi. Mã số 27 cuối tuần đồng giá. Rồi thông số luôn em ơi. 14 à. Rồi 14 cao luôn. Cao là được 58 à. 58 rồi. Mã 27 này có giá là 400 luôn cô chú. 400 ngàn luôn, đồng giá luôn, cuối tuần luôn. Rồi tiếp theo 28 à. Rồi 28 mã số 28 rồi, xây luôn em ơi, xây luôn, phí ship miễn phí mấy anh ơi. Rồi cho thông số luôn. 19 ạ. Rồi ok. Cao luôn. Cao rồi được 50. Cao được 50 ạ. 50 rồi ok. Giá em ơi. Dạ 28 này có giá là 400 ngàn luôn cô chú ơi. Rồi 400. 400. Rồi mã số cuối cùng. Khế gân ạ. Khế gân. 3 cây. Hàng mini, không? Mini luôn mấy nay cuối tuần. Rồi xây luôn, xây luôn. Đây có mã là 29 à. Rồi mã số cuối cùng 29 mấy anh ơi. 3 cây. Xe luôn, xe luôn, xe luôn, xe luôn. Mã số 29, 3 cây khế. Rồi cho con em đại diện đi, đo đo thông số em đại diện. À là được 15 ạ. Rồi 15 mấy anh ơi, 15. Chiều cao. Cao 58 ạ. Rồi 58. Mã 29 thì có giá là 1 triệu chẳng nha cô chú. 1 triệu đồng chẳng luôn, phí ship miễn phí ha. Dạ. Rồi đã cuối video cho bà con cái lời chào cuối em ơi. Dạ, chào bà con, mong bà con ủng hộ cho clip cho con nè. Rồi thay mặt bà con tạm biệt em và hẹn gặp lại luôn. Mến chào tạm biệt. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại mấy anh ơi. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới. Khi mà chúng tôi phát hành video mới thì sẽ báo cho anh chị biết liền. Đó là những cái ưu tiên với những cái format mới, giá mới cập nhật. Rồi chúc sức khỏe các anh. Hẹn gặp lại. Mến chào tạm biệt.